Sáng ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận 12 khởi công duy tu, sửa chữa, cải tạo tuyến đường An Phú Đông 35, phường An Phú Đông, theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Với kinh phí gần 4 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động nhân dân khoảng 50%, thời gian thi công khoảng 1,5 tháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Đậu An Phúc hy vọng, sau khi hoàn thành thi công đường An Phú Đông 35, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm ngập nước và cải thiện bộ mặt đô thị. Bên cạnh duy tu, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước, quận 12 sẽ phát triển một mảng xanh thành công viên trên khu đất công, đang bỏ trống bên cạnh đường An Phú Đông 35 để phục vụ người dân vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú Đông Võ Thị Ngọc Lan, đường An Phú Đông 35 là tuyến đường thứ 6, được thực hiện theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong năm 2023 trên địa bàn phường. Ngoài ra, phường cũng thực hiện sửa chữa, nâng cấp 3 tuyến đường, hẻm khác do người dân đóng góp 100% kinh phí.